Sorry, nó muốn cái lại để biến thành màu tím. Hôm nay tôi sẽ dùng cách đó để trả thù lại. Đó chính là tôi sẽ biến cái lại này thành màu xanh lá. Nhưng mà là vật hiến tế, chứ là nhà của thằng Sorry. Tôi đã chuẩn bị hết rồi đó các bạn ơi. Tôi đã ăn trộm, tôi lấy cái máy thí nghiệm của Huy nú lên trên đây đó. À, cái chỗ đó là dường như là nó đã mất tiêu cái phòng thí nghiệm rồi. Nó không gọi là cái phòng thí nghiệm rồi, tại vì cái nơi quan trọng nhất của phòng thí nghiệm Huy Nức nó nằm ở đây rồi các bạn ơi. Tôi đã thì gọi là chỉnh sửa lại một chút nè. Đó, tôi nói thẳng vô nhà Sorry này các bạn thấy không? Đó, nói thẳng vào nhà Sorry. Và xong tất cả những thứ trong nhà của thằng Sorry nó sẽ được hút vô trong đây. Đó. Mày đang trong nhà không ta? Không chạy. Lát nữa mày sẽ nếm được cảm giác lần trước của tao. Đó chính là đang ngủ mà tự nhiên mất tiêu cái nhà. Xong rồi khóc lóc tùm lum tùm la. Tại vì màu tím là buồn mà đúng không? Còn màu xanh lá là gì? Các bạn đón xem nha. Tôi cũng chả biết màu xanh lá là nó có cái gì nữa. Thì đây chính là cái nước chúng ta sẽ để trong đây. Ơi, đổ ra ngoài. Trời, cái gì mà tèm lem gì trời ơi. Trời ơi. Bút la. Đó, được rồi. Mình đã cho cái nước màu xanh vô rồi các bạn ơi. Giờ đây bắt đầu bấm nè. Bấm nè. Mày coi chừng nè, cái nhà của mày chuẩn bị mất nè con. Được rồi các bạn ơi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ gật cần gạt một cái là hết hồn liền nè. 3, 2, 1, gật. Gì vậy? Ủa, mất tiền cái laptop luôn rồi. Sầu riêng ơi, sao mày xanh lè vậy? Đây mới chính là màu của mày nè sầu riêng. Giờ sao nó nói chuyện dữ chưa vậy? Sầu riêng. Sầu riêng. Ủa các bạn ơi, sầu riêng nó bị cái gì vậy? Đi ra đi nha. Chị nãy giờ chị cứ lợi dụng chị đụng cho người tôi hoài nha. Đi ra đi, cái đồ biến thái. Ủa gì vậy? Ê, nó nghe là chị chiếm tới, chị hỏi thăm mày thôi mà mày làm gì vậy? Thôi thôi thôi, chị đừng cứ mà nói cái chòi giờ hỏi thăm chị. Chị muốn cua tôi chứ gì, chị nói đi. Tôi không có khờn đâu, mấy cái người như chị tôi xa lánh chị ra. What the hell? Ủa cái gì xa lánh hả? Ê, đừng có nói xanh lá là xa lánh nha. Ui, thiệt luôn. Ê, sorry. Ở đâu rồi? Thì tự nhiên nó nói mình đừng có hòng mà cua nó cái gì nữa vậy ba. Trời ơi. Sầu riêng, quay lại coi. Sầu riêng. Cái gì? Sầu riêng. Mấy cái người như chị đừng có lại gần tôi. Đi ra đi, tôi bị dị ứng quá. Tôi sợ quá, tôi bị ơ sợ, tôi bị cancer quá. Nani? Trời, cái gì vậy? Ôi, vậy là xanh lá là xa lánh hết trời. Ui ôi ôi. Ủa nó đâu rồi, nó đâu rồi? Nói nghe nè, chị mới vừa trả thù mày đó. Chị mới vừa làm mất cái nhà mày. Giống như hôm bữa mày làm mất cái nhà chị biến thành màu tím đó, mày biết không? Bởi vậy tôi xa lánh chị phải rồi. Chị đừng có lại gần tôi. Ê, nó nghe nè, có khi nào ấy sao mình vẫn chưa biến thành màu xanh lá ta? Hay là nhiều khi như vậy cho nên là nó xa lánh mình không? Mình bị khác nó quá mà. Ok, đi bây giờ để mình sẽ vô lại cái máy biến hình này của mình biến thành màu xanh lá xem nó có xa lánh mình nữa không ta. Được rồi, để mình sẽ chui trong chỗ này nha các bạn. Chui vô. Trời ơi, nó khó chịu quá. Trời, được chưa. Sao tôi thấy tôi khó thở vậy nè. Ôi, đừng có nè. Trời mọi người ơi, các bạn thấy Navi trong màu xanh lá như thế nào? Thật sự là không hề hợp lý luôn á các bạn ơi. Giờ màu xanh lá nó cũng không phải là một cái màu hợp phong thủy với tôi cho lắm, cho nên nhìn nó ngộ quá à. Sorry đâu rồi? Sorry. À, thấy đó rồi. Chị màu xanh lá rồi nè, đừng có xanh lánh nữa. Chúng ta giống nhau rồi. Giờ chị là xanh lá thì tôi với chị cũng xa lánh thôi. Tại vì chúng ta đều là xanh lá mà. Xanh lá là xa lánh, xanh lá là không lại gần với nhau. Ủa tự nhiên tôi tưởng tôi biết vậy là nó sẽ chơi chung với tôi chứ nó vẫn xa lánh hả? Là xanh lá là xanh lánh, bây giờ thêm xanh lá là cộng thêm xanh lánh là xanh lá là xa lánh hả? Cái gì vậy trời? Thôi tôi sẽ đi kiếm người khác. Thằng đó nó không chơi tôi kiếm người khác. Đây tôi đi kiếm cái thằng nhà kế bên nó luôn. Tôi là Tiên Nhi. Cốc có ai nhà không? Tôi là Tiên Nhi. Hello. Ủa sao khách tới nhà không trà cũng bánh mà mày làm cái gì vậy mày? Cục. Cái gì cục? Trời, các bạn ơi, nó kêu tôi cục luôn kìa. Ê, chị tới chơi mà mày dám kêu chị cục. Đi đâu đi, đi tới thằng tôi. Ủa, cái thằng này nó cũng xa lánh tôi luôn rồi các bạn ơi. Ê, nó nghe nè, đừng có như vậy, chúng ta nên giải quyết vấn đề rồi. Đúng rồi. Mới thấy đây mà. À đây. Chị phát hiện. Nói nghe nè, mày đừng có xa lánh chị. Nói chung là mày có thể nào khác biệt với mọi người một chút được không? Là sao? Là mày đừng có xa lánh chị. Cái gì á? Sao cút hoài vậy? Có từ khác không? Biết. Bên à? Ôi, mày đáng ghét quá các bạn ơi. Tôi có nên đứng đây tôi đánh không? Tức dễ sợ luôn á. Mày ơi, sao chị cũng xanh lá mà sao chị không có xa lánh vậy? Vậy đi ra chỗ khác coi. Tao xanh lá nhưng mà tao vẫn giữ cái tính tình cute dễ thương của tao chứ.
Trời đất ơi, thôi tránh ra đi, đừng tới gần ghê quá. Trời ơi, tự nhiên ghê, tự nhiên mày body xanh xung tao luôn vậy. Kiểu kiểu gì? Ghê quá, ghê quá. Mày được lắm, cái đồ con gà tay xanh. Phúc ơi. Trời ơi, tức quá mọi người ơi, nó chết nó đuổi tôi gà, láo thiệt luôn. Cảnh chứng cái mặt nè. Mày cứ đi, cứ đi mày. Được rồi các bạn ơi, tôi sẽ vô nhà một cái thằng gọi là thằng bạn của tôi. Cái đợt màu tím nó gọi là rất là dễ thương nha mọi người. Ngoài lạnh trong ấm dễ thương, tôi sẽ tin nó sẽ chữa lành tâm hồn của tôi nãy giờ bị xa lánh. Tôi sẽ vô kiếm mát nha. Ok. Hello. Vô thẳng nhà luôn. Yo, what's up, what's up man. Yo, nhưng mà mày thấy mày đây có màu xanh lá không? Xanh lá là xa lánh đó, mà tránh xa đâu ra đi con quỷ. Cút. Yo. Cái gì vậy má? Yo, put your hands up, yo, mày cút, bữa nay xa lá mày nè, mày cút. Tao chưa kịp nói gì hết luôn á, mày vô mày chạy luôn. Không cho mày nói mày cút. Mày rap đít tao đó hả? Mày như là tao gà, tao cút. Không, xanh lá là xanh lánh rồi. Put your hands up, let's go. Nó làm rắn các bạn ơi, cái này nó rắn đít tôi nè. Bây giờ tao nói cho mày nghe, check down mày đừng có xanh lánh tao nữa, ok? Không, tao check kì down mày luôn á. Tao check out mày luôn á, mày quýt. Không, để tao muốn qua tao hỏi thăm mày. Tại vì nãy giờ tao xanh lánh tao bị tổn thương. Kệ mày tổn thương, kệ mày, đi vô, what's up? Tao không muốn đi chỗ khác nữa, tao muốn ở đây vậy đó. Mày phải nói chuyện với tao hôm nay. Sao mày lì quá vậy? Sao mày lì quá vậy? Sao mày lì? Sao mày kỳ? Sao mày quỳ? Mày quýt đi. Mày quýt đi, sao mày lì? Hôm khác màu khác đi, tao chơi với mày, còn hôm nay xanh lá hay xa lánh này. Cút. Mày nhớ cái mặt mày đó nha. Tao kiếm cây kiếm màu xanh lá là chém mày bây giờ. Ui sợ quá. Bây giờ tao cho mày lại một lần cuối, mày có nói chuyện với tao không? Mày có đi không? Đi. Lên nồng. Đi. Trời ơi nó phá này kìa các bạn ơi. Hình quá nó bắn xuống nước không có bị gì hết. Mình đi kiếm đứa khác các bạn ơi. Đáng ghét thiệt, mới sáng sớm bị rách đít rồi. Cây. Hôm nay tôi sẽ tin là cái thằng đối diện nhà tôi nó sẽ không có bị biến chất nữa các bạn ạ. Mặc dù nó có đổi màu. Ôi, gì vậy? Tránh xa ra. Ôi, tránh xa tôi ra. Chưa kịp làm gì luôn á. Tới nhà tôi làm cái gì hả? Ôi, nhưng mà sao mày mày giống màu dạ quan luôn á. Kệ tôi, chị nói nhiều quá, chị tránh xa ra tôi ra đi. Hôm nay tôi rất là khó chịu đó nha. Mày khó chịu là tự nhiên tao mới vừa tới, tao chưa kịp nói gì tao, mày cũng làm tao khó chịu. Tôi không muốn nói chuyện với chị, chị xa ra đi. Nhưng mà chị muốn nói chuyện với mày. Chị em gì em không muốn nói chuyện với chị. Chị là cái gì chứ hả? Chị là chị của mày. Kệ chị, tôi không cần chị. Chị tránh xa ra đi. Làm tránh đúng không? Dạ. Làm tránh đúng không? Đừng giả mỏ với chị nha, chị chơi nha, chị chơi nha. Mỏ chị cứ chết tí lia hoài nha. Trời, tôi không biết ai tí lia luôn á. Gọi gạt các bạn có thấy không? Tôi mới vừa bước vô nhà đó là nó tí lia. Thằng kia bắt cát thằng tí lia. Bây giờ nó chửi tôi tí lia, tôi không chịu được. Tức quá, tôi phải vô lại nhà mới được. Cái gì nó vậy? Vô làm cái gì nữa? Vô đi kiếm. Kiếm cái gì? Chị kiếm đừng tôi làm cái gì? Được không? Bây giờ nè, một chị một lòng một dạ tin mày sẽ không bị xanh lá làm cho mày biến. Chị nói nhiều quá à. Tránh xa tôi ra đi. Chị nói nhiều tôi giải cho mỏ chị cứ tí lê hoài vậy trời. Mấy đứa này khó chịu quá. Sống biết điều đi chứ. Không chơi với mày nữa. Không chơi thì thôi, ai thèm. Mày được lắm. Không chơi với nó nữa. Tôi đi chữa lành tâm hồn và tôi sẽ vô review cái chuyện của tôi cái nha các bạn. Ok. Wow, mọi người ơi, cái nhà của tôi nó là màu xanh lá. Kỳ lạ thiệt luôn á. Và đó giờ là chưa bao giờ nghĩ nhà mình nó sẽ có lúc màu xanh lá luôn á các bạn. Đúng. Trong cái làng mình là có sầu riêng màu xanh lá. Bây giờ nhà tôi màu xanh lá nhìn nó kỳ lạ. Mình không thể nào mà quen mắt được luôn á. Nhìn nó cứ chướng mắt kiểu gì vậy. Trong đây nó vẫn còn một chút màu tím này. Nhưng mà nói chung là nhìn nó đáng chướng mắt. Đó, tôi đang gọi là ôi trời ơi, hồ bơi của tôi mà nó thành nước màu xanh lá luôn. Là cái này là cái gì đây? Nước cấu tạo bằng cái gì mà màu xanh lá vậy? Tắm vô này có bị vô nhìn như axit vậy. Trời ơi, nhìn nó khác gì axit luôn ấy. Đó, nói chung là cái nhà tôi màu xanh lá là theo cảm nhận của tôi là nó không hợp một tí nào. Các bạn có thấy hợp không? Các bạn thấy thích Nabi với vẻ màu xanh lá thì comment phía dưới nha. Còn tôi đi kiếm đứa khác nữa đây. Tôi vẫn tin là trong cái làng này có một đứa nó sẽ không bị xa lánh. Nó sẽ thân thiện với môi trường. Wow. Hachi ơi! Hachi! Ủa đang làm gì vậy? Ủa đang Hachi đang sửa nhà hả? Chứ không phải thích màu đỏ hả? Chị đi ra khỏi cái nhà của em nhanh. Nani? Hôm nay em không muốn gặp cái mặt của chị nên đi. Ủa? Để em đuổi. Em gặp cái chỗ là em. À, thì ra mày chọn cái chết. Láo vậy trời ơi trời. Tôi chưa kịp làm gì luôn á. Tại sao mấy cái đứa này nó có một cái điểm chung là nó luôn luôn đuổi tôi lúc nó gặp mặt tôi vậy. Ê nó nghe nè, mày có thể nào gọi là
thân thiện một chút được không? Mày đừng có đuổi được không? Nãy giờ chị bị đuổi hơi bị nhiều, chị bị buồn á. Khoảng cách của em đối với chị là từ đây đi, chị đứng ở đây nè. Đứng ngoài đây nè. Rồi. Đúng rồi, chị đứng ngoài đó, chị muốn nói gì chị lại nói vô. Ủa là nói chị là đứng trước cửa nhà nói vậy hả? Kỳ vậy. Chị cứ đứng đó chị nói gì cũng được. Trời ơi, cho vô nhà với nói chuyện mà tự nhiên đứng trước cửa thì sao gọi là nói chuyện? Nói chuyện chị chỉ cần chị nói em nghe, em không nói lại cũng ok, cũng đang nói chuyện đó. Ê nhưng mà nhà có cửa thì phải mở cửa cho khách vô chứ. Đúng. Vậy à? Nhà em trời ơi, nó bất chấp như vậy luôn. Trời sao cái màu xanh lá này nó đáng ghét quá vậy nè trời. Tôi chỉ muốn trả thù thằng sầu riêng hồi lần trước thôi mà tự nhiên biến thành cái màu xanh lá của nó, xong cái làng nó đáng ghét dễ sợ luôn. Lừa rồi. Cầu xin chị hãy đi ra khỏi cái làng đi. Ta lánh em ra và ta lánh mọi thứ ra đi. Chị bị nhiễm bệnh. Cái gì nhiễm bệnh? Ủa tính ra đứa nào cũng màu xanh lá luôn á mà nó kêu tôi nhiễm bệnh. Ai bộ làng như mày không nhiễm hả? Mày cũng xanh làng à? Chị lên xa lắng mọi người ra đi. Vậy gặp chị tàn là gặp xui xẻo không à? Trời ơi, tôi không biết tôi đem cái gì xui xẻo tới luôn á. Tức quá tôi phá nhà này. Đó, sự xui xẻo đã tới. Đó, cái sự xui xẻo lúc nào cũng ám trên người chị. Nên hãy xa lánh bọn em ra đi. Xa lánh cái làng ra đi. Xa ra đi. Xa, rất xa đi. Đừng quay lại cái làng này một lần nào nữa. Đi được thì đi luôn đi. Tôi sẽ giữ vững tâm hồn, tôi sẽ đi tới một cái nhà cuối cùng nữa. Cái nhà này nó và xa lắm nữa là tôi giỏi cái thế giới này luôn. Dắt ơi. Ủa, ở ngoài trước cổng của Dắt còn một cam nè. Chắc là chưa bị biến đổi xong. Nhưng mà thôi kệ, đi vô kiếm Dắt nè. Dắt ơi, Dắt có nhà không? Dắt ơi, Dắt ơi. Nó nghe tiếng mở cửa. Vậy là có trong nhà. Đừng bao giờ kêu tôi biến thành màu xanh lá nữa, tại vì đó...